Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trọng dụng người tài. Nhờ thế mà người thu hút được rất nhiều thành phần trí thức tham gia cách mạng, kháng chiến và kiến thiết đất nước. Tuy nhiên, đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người rất cứng rắn trong việc trị những người tài mà không có đức, kể cả khi người đó từng có công lớn cách mạng. Chính từ Bác mà tinh thần chống tham nhũng trong Đảng đã trở thành một nhiệm vụ lâu dài giúp đất nước ta đứng vững cho đến tận ngày nay. Và một trong số những nhân vật lịch sử đã từng bị Bác xử lý, đó chính là Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Trần Dụ Châu, nguyên giám đốc nhà quân nhu, tiền thân của Tổng cục Cung cấp, nay là Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vậy Trần Dụ Châu có công gì cho cách mạng? Con đường sa ngã của ông ta đã diễn ra như thế nào? Và ông ta đã bị người đứng đầu nhà nước Việt Nam xử trí ra sao? 1. Sinh thời đến khi làm quan. Mùa hè năm 1950, tại thị xã Thái Nguyên, Tòa án binh tối cao mở phiên tòa đặc biệt xử Trần Dụ Châu và đồng bọn. Trần Dụ Châu ngồi khai trước các cơ quan pháp luật về cuộc đời và những hành vi tội lỗi của mình. Theo đó, ông Châu là người quê gốc Nghệ An, sinh năm 1906. Ông bước vào đời bằng việc đi làm thư ký ở Tòa Đại sứ Pháp. Năm 1930, ông làm thư ký cho Tòa sứ Pháp, viết bài cho báo Thanh, Nghệ Tĩnh. Nhưng do thấy Châu vừa đi làm, vừa viết báo, e sẽ bị lộ chuyện công sở, Tòa Đại sứ liền cho Châu thôi việc. Châu phải chuyển sang làm nhân viên quận Hòa, xa Bắc Trung Kỳ. Năm 1944, Trần Dụ Châu tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương. Đến tháng 3 năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, Châu đã được cử lên làm trưởng phòng kế toán quận Hòa Sa Bắc Trung Kỳ. Nhờ quen biết người Nhật Bản, Châu lấy được một kho vải ở huyện Đức Phong, bán đi có tiền và tậu một biệt thự ở Đà Lạt. Đến khi cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ, Châu hiến cho nhà nước một phần tài sản của mình, rồi hoạt động trong Ủy ban Công sở Nha Hỏa Sa Việt Nam và Hội Công nhân Cứu quốc Hỏa Sa. Ngày toàn quốc kháng chiến, Châu ra Bắc được giao việc chạy một kho hàng lớn là hơn 1.000 tấn gạo, muối ở Vân Đình, Hà Đông để đưa lên Việt Bắc cho bộ đội. Chính vì có biểu hiện tốt mà từ năm 1946, Trần Dụ Châu đã được đề cử làm giám đốc nhà quân nhu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 19 tháng 3 năm 1947, Châu tiếp tục được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử lên giữ chức Cục trưởng Cục quân nhu trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ông Châu lại tiếp tục có biểu hiện tốt trong việc cung cấp lương thực, trang bị cho bộ đội. Nên đến tháng 7 năm 1950, ông đã được phong hàm Đại tá, Cục trưởng Cục quân trang Tổng cục Cung cấp. Thời điểm này, địa vị của ông Châu rất cao, quyền hành rộng, nắm trong tay hàng trăm triệu đồng. Nhưng rồi lòng tham làm mờ mắt con người. Do không biết tự kiềm chế, Châu đã đi dần vào con đường sa ngã. Theo hồi ức của cụ Phạm Trịnh Cán, từng học luật ở Hà Nội, lúc bấy giờ là Đại tá Cục trưởng Cục quân Pháp, cụ đã kể lại rằng, thân là Cục trưởng quân nhu, Châu có trách nhiệm lo ăn mặc, thuốc men cho bộ đội. Thế mà Trần Dụ Châu tác oai tác quái từ năm 1949 đến mùa hè năm 1950. Thời gian này, bộ đội toàn ăn gạo hầm, phải vào rừng lấy măng thay rau. Nhiều đơn vị chủ lực phải ăn cháo để đánh địch. Áo trấn thủ và chăn chiên kháng chiến chỉ là lớp bông mỏng, thuốc men thiếu thốn. Anh Trần Tử Bình đã tìm tôi nói luôn rằng Trung ương chỉ thị phải mở cuộc điều tra về vụ tham nhũng này. Đây là chỉ thị tối mật. Ngoài mấy ông Trung ương, chỉ có tôi và anh biết. Nếu là lộ, Trần Dụ Châu mà chạy trốn vào thành thì chúng mình bắt đầu. Rồi anh Bình ra nhiệm vụ cho Cục quân Pháp vào cuộc. Cục quân Pháp cử cán bộ xuống các đơn vị. Tôi biết tiến hành việc này không chỉ xin chỉ thị Trung ương mà còn phải xin chỉ thị của Bác. Việc này phải hết sức thận trọng vì là lần đầu xử lý cán bộ cao cấp, lại là cán bộ hoạt động trước cách mạng. 2. Tội lỗi của Châu đến tay Bác. Trước khi bị đưa lên vành móng ngựa thì Châu vẫn rất đắc chí. Trong nhà lúc ấy, cán bộ nhân viên phải gọi Châu là Châu Hổ, sợ Châu như cọp. Một số cán bộ đảng viên trong nhà không chịu để Châu lôi kéo đã mạnh dạn phê bình Châu, sau đó liền bị đẩy khỏi cơ quan. Những điều tiếng xấu về Châu ngày càng nhiều. Châu gọi đó là những câu chuyện hàm hồ, soi mói vì ghen ghét. Tối ngày 27 tháng 5 năm 1950, Châu gọi một nhân viên tay sai đến nhà, cho uống rượu, ăn cơm. Rồi Châu đọc cho nhân viên đó một bức thư gửi đại tướng tổng tư lệnh, báo cáo rằng trong nhà quân nhu có một tổ chức gây chia rẽ và phá hoại quân đội ta. Nhưng rồi giấy không gói được lửa mãi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tội của Châu được Bác biết thông qua bức thư của nhà thơ Đoàn Phú Tứ khi ông gửi lên Hồ Chủ tịch. Nội dung bức thư như sau: gần đây
Đại tá cục trưởng của quân nhu Trần Dụ Châu đã gây nhiều dư luận bất bình trong anh em quân đội. Châu đã dùng quyền lực ban phát ăn mặc nên Châu đã giở trò ăn cắp công quỹ. Cứ mỗi cái màn cấp cho bộ đội, Châu ăn bớt hai tấc vải xô nên cứ ngồi lên là đầu chạm đỉnh màn. Quần áo trấn thủ Châu ăn cắp bông lót rồi độn bao tải vào, nhiều người biết đấy nhưng không dám hòe. Cháu và một đoàn nha văn đi thăm bộ đội, vừa đi chiến đấu trở về, Châu đã khóc nức lên khi thấy thương binh thiếu thuốc men bông băng. Hầu hết chiến sĩ đều rách dưới võ vàng vì đói rét, chỉ còn mắt với răng mà mùa đông rét buốt ở chiến khu lạnh lắm, lạnh tới mức nước đóng băng. Nhưng khi cháu được Trần Dụ Châu mời dự tiệc cưới của cán bộ dưới quyền tổ chức ngay ở chiến khu, thì trên những dãy bàn dài tít tắp là xếp kín những đĩa chim quay, gà tần, vây bóng, giò chả, nấm hương, thịt bò thui, rượu tây, cốc thủy tinh sáng choang, thuốc lá thơm hảo hạng. Hoa Ngọc Hà dưới Hà Nội cũng kịp đưa lên. Ban nhạc Cảnh Thân được mời từ khu 3 lên tấu nhạc réo rắt. Trần Dụ Châu mặc quân phục đại tá, cưỡi ngựa hồng đến dự. Cũng trong bữa tiệc này, Trần Dụ Châu ngạo mạn còn mời nhà thơ Đoàn Phu Tứ đọc thơ mừng hôn lễ. Với lòng tự trọng của mình và cũng là đương kim là đại biểu Quốc hội nên nhà thơ đã thẳng thắn, dũng cảm xuất khẩu thành thơ. Bữa tiệc cưới của chúng ta sắp chén đẫy hôm nay được dọn bằng xương máu của các chiến sĩ. Sau khi nhà thơ vừa dứt lời, một vệ sĩ của Châu đã tát vào mặt nhà thơ, quát to, nói láo. Nhà thơ tức tối bỏ ra ngoài và viết thư tố cáo lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chủ tịch sau khi đọc xong đã trao bức thư của nhà thơ cho Thiếu tướng Trần Tử Bình, đang là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Quân đội. Người nói đây là bức thư của một nhà thơ gửi cho bác. Bác đã đọc kỹ lá thư và rất đau lòng. Rồi bác giao cho Thiếu tướng chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc để xử lý. Ngay hôm sau, công tác thanh tra vụ tiêu cực ở cục quân nhu được tiến hành khẩn trương. Người của thanh tra quân đội tỏa về các liên khu. Trực tiếp, ông Bình khoác ba lô xuống đơn vị, gặp gỡ từng cán bộ, chiến sĩ để trò chuyện về đời sống của bộ đội, về cấp phát quân nhu của Châu. 3. Tham quan lộ nguyên hình. Thưa các bạn, không điều tra thì thôi, khi điều tra tới rồi thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ từ khu 4, khu 3 gửi lên, Trần Dụ Châu đã hiện nguyên hình là một tên tham quan, trác táng, phản bội lại lòng tin của Đảng, của Bác, quân đội và nhân dân. Những tội lỗi của Châu đối với cách mạng là vô cùng nghiêm trọng. Như trong lúc bộ đội ta còn đang căng mình đánh giặc, thậm chí chịu đói, chịu rét chiến đấu ngoài sa trường, thì tại căn cứ, Châu ngày đêm đắm chìm trong thực tùng. Qua điều tra biết được, tiếng tăm ăn chơi của Châu nổi như cồn ở Hanh Cù, Phú Thọ, một thị trấn sầm uất, tôi đến cả đường phố và rực sáng ánh đèn mang sông, với nhiều hiệu ăn sang trọng và cửa hàng đầy ắp hàng tiêu dùng nước ngoài. Mỗi lần về công tác ở liên khu 10, gồm các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Châu đều đưa bạn bè đến chè chén ở đây, nhất là nhà hàng Ba Đình. Cũng tại thị trấn này, Châu tổ chức đám cưới cho Bùi Minh Trân, trưởng ban mậu dịch của quân giới liên khu phía Bắc, tiêu tốn hàng vạn đồng. Báo Cứu Quốc đã từng có bài phê bình kịch liệt đám cưới này, còn nhân dân Phú Thọ thì nói rằng đã làm váng đục cả một khúc sông Thao. Chính từ thị trấn Hanh Cù đã bắt đầu có những bức thư tố cáo Trần Dụ Châu đầu tiên gửi đến các cơ quan có liên quan. Người ta cũng tự ấy mới lần ra thêm được nhiều tội lỗi của Châu. Người trong quân khi đó cũng từng tố cáo Châu. Họ cho biết có lần Châu dùng ô tô công đưa gái đi chơi ở Bắc Cạn. Châu gian díu với một nữ nhân viên xinh đẹp, bổ nhiệm làm bí thư văn phòng của nhà, làm việc cùng buồng, ăn ở cùng nhà với nhau. Các cán bộ điều tra có trong tay cuốn nhật ký của nữ bí thư văn phòng cùng gần 100 kiểu ảnh lãng mạn chụp với Châu. Giữa lúc nữ bí thư đi dự lớp huấn luyện thì Châu đưa từ Phú Thọ về cơ quan một cô gái giới thiệu là em nuôi, suốt ngày ở trong buồng riêng của Châu. Nữ bí thư từ lớp học về bất chợt bắt gặp và đã xảy ra một cuộc đánh ghen ầm ĩ. Qua kết luận của cơ quan điều tra, Trần Dụ Châu đã lấy cắp công quỹ một số tiền lớn, 57.959 đồng Việt Nam, 149 đô la Mỹ cùng các tài sản khác trị giá 143.900 đồng Việt Nam. Về quân nhu, giá gạo ở Thái Nguyên, Bắc Cạn vào năm 1950 là 50 đồng 1 kg. Thế nhưng, chiến sĩ ta mỗi ngày chỉ được cấp vài lạng gạo và hơn 10 đồng tiền thức ăn, đủ để cho thấy cựu sĩ quan quân đội này đã tham mưu đến mức nào. Ngoài ra, Châu còn nhận hối lộ khá nhiều tiền, chuyên quyền độc đoán, sống sa đọa, đồi trụy. Ủy ban tiếp liệu Thu Đông 49, các kho số 1, 4, 10 thường xuyên phải nộp cho Châu tiền tiêu, rượu, đồ hộp, hải sản khô, thuốc lá, quần áo, chăn len. Châu còn tuyển người, thải người theo sở thích cá nhân, vung tiền bao gái không tiếc tài. 4. Nuôi dưỡng tay chân thân tín.
bao che tội lỗi tổ cấp. Thường thì những tên tham quan đều có tay chân thân tín, nên Trần Dụ Châu cũng không phải là ngoại lệ. Qua điều tra, ông ta không chỉ tự mình gây án mà còn có một tay chân đắc lực là Lê Sĩ Cửu. Tên này sinh ra tại một tỉnh miền Trung, kém Châu 10 tuổi. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Cửu trở về miền Trung và làm công an, nhưng được ít lâu thì bị đuổi, liền quay ra Bắc. Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Cửu gặp và được Châu giới thiệu và làm ở ban vận tải quân giới. Tháng 8 năm 1947, gặp lại Châu, Cửu được Châu đưa vào cục quân nhu làm nhân viên tiếp liệu ở Cao Bằng. Được Châu che chở, Cửu lộng hành làm bậy, lấy cắp tiền công, ăn tiêu bừa bãi, thường xuyên lui tới các nhà hàng, tiệm hút vùng Cao Bằng. Đến khi nghe được nhiều tiếng xấu về Cửu, Châu vội rút Cửu về nhà, lập ra một tổ chức mới gọi là Ban Thế Phẩm Đài, giao cho Cửu làm trưởng ban. Châu tuyên truyền ở Mỹ rằng ban này là các đồ mặc mùa đông cho bộ đội. Từ nay, các chiến sĩ ta không phải lo đến cái rét ở rừng núi nữa. Nhưng thực chất, đây chỉ là một mánh khóe tham ô của Châu. Theo đó, hắn lấy 3/4 số tiền cấp trên phát cho Ban Thế Phẩm Đài để giao cho Cửu đi buôn lậu. Khi bị bắt, Lê Sĩ Cửu khai trước ban kiểm tra của Bộ Quốc phòng rằng mỗi khi đi mua vải về cho Ban Thế Phẩm, Cửu cho tăng giá thêm từ 20 đến 25 đồng mỗi tấm để lấy tiền đút túi. Trong một chuyến mua vải mộc và vải diềm bông, Cửu lấy được 50 vạn đồng. Khi xuất kho vải giao cho cơ sở nhuộm, Cửu chỉ tính số tấm, không tính số vuông và cho xẻ đôi những tấm vải dài để nhuộm. Khi nhận về kho, số vải đã nhuộm rồi ra 1.225 tấm vải, bỏ túi riêng được 66 vạn đồng. Người bán vải giao hàng tận kho, không tính tiền vận chuyển, nhưng Cửu lại tính với ban phải trả phí vận chuyển. Khi nhà thầu lĩnh hàng thì phải cung cấp đầy đủ khuy cúc, nhưng Cửu tính với ban tiền khuy cúc riêng. Với hai thủ đoạn trên, Cửu cũng lấy được 4 vạn đồng. Nhờ đó, Cửu giàu lên nhanh chóng, ăn chơi sa đọa, sắm được một chiếc thuyền đẹp để gia đình du ngoạn và tổ chức những cuộc dạ hội trên sông. Tất nhiên, Cửu phải hối lộ đều đặn theo từng vụ cho cấp trên là Trần Dụ Châu, tổng cộng khoảng 40 vạn đồng và nhiều tài sản có giá trị. Đặc biệt, Cửu còn lộng quyền tới mức cho khắc một con dấu giống dấu của nhà quân nhu để cấp cho một số người buôn lậu giống hắn. Mỗi lần như vậy, hắn được các đối tượng này trả 2 vạn đồng. Thời điểm khi bị lấy lời khai, Cửu khai rằng những tội lỗi của tôi kể trên một phần do đại tá Châu xúi giục. Sở dĩ tôi làm như vậy vì tôi yên chí rằng đã có đại tá Châu bênh vực, mọi việc không sợ gì cả. Tội lỗi rành ra thế, nhưng đến khi nghe tin Cửu bị bắt, Trần Dụ Châu vẫn mặt dày chạy đến cục quân pháp để minh oan, xin cho Cửu tự do. Châu còn báo cáo với Bộ Quốc phòng, tôi xin cam đoan nhân viên Lê Sĩ Cửu không ăn cắp một xu nhỏ. Dường như trong suy nghĩ của Châu khi ấy, ông ta vẫn tưởng rằng mình có thể một tay che trời. Nhưng chỉ tiếc rằng bàn tay của ông ta quá bé đến nỗi còn chẳng tự che được cho chính mình. Ngày 5 tháng 9 năm 1950, tại chiến khu Việt Bắc, thị xã Thái Nguyên, một vụ xử án tham mô đầu tiên của chính quyền non trẻ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã diễn ra. Và người đứng đầu trước vành móng ngựa khi ấy chính là một lãnh đạo cấp cao trong quân đội, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Trần Dụ Châu. Có thể nhận xét rằng tinh thần chống tham nhũng khi ấy rất giống với ngày nay. Tinh thần ấy chính là chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Có thể nói, ở thời điểm trước khi Trần Dụ Châu bị đưa ra xét xử thì nhân dân ta đã cuồn cuộn trong lòng sự căm ghét đối với viên đại tá này. Chính vì nhân dân đã biết lòng dân căm phẫn nên ông Châu không tài nào chối tội được. Nhưng để được như thế thì phải nhờ đến một bài báo vạch trần của một tác giả bí ẩn được đăng vào 3 tháng trước đó. Ngày 15 tháng 5 năm 1950, báo Cứu Quốc đã đăng một bài báo với tựa đề Ăn cắp hay buôn lậu ở mục Thi phát biểu ý kiến trên số báo 1548. Dưới bài viết người ký tên là tác giả hữu danh. Sau này, người ta mới biết tác giả hữu danh đó chính là cụ Nguyễn Đình Tốn, quê ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tham gia cách mạng từ năm 1941. Gia đình cụ từng là cơ sở của các đồng chí Nguyễn Khai, Lê Liêm, Trần Sâm, Hoàng Quốc Việt. Sau cách mạng tháng 8, cụ được cử làm chánh văn phòng Ủy ban lâm thời tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1955 đến lúc nghỉ hưu, cụ công tác tại Bộ Văn hóa. Cụ Nguyễn Đình Tốn đã viết hàng chục bài báo được dư luận chú ý trên các báo Hà Nội Mới, Sài Gòn Giải Phóng. Theo lời kể của cụ Tốn, lý do cụ viết bài báo này là vì đám cưới do Trần Dụ Châu tổ chức rất xa hoa, trụy lạc. Cụ kể rằng, cô dâu ăn mặc lộng lẫy, áo gấm Thượng Hải màu nhạt, tay đeo 2-3 nhẫn kim cương, dây chuyền ngọc thạch, đi hài công chúa. Chú rể mặc bộ comble tissot xòa, tay đeo đồng hồ long jean. Vào tiệc là những tiếng bốp bốp của rượu sâm banh và cô nhắc khiến cho nhiều quan khách giật mình.
Các món ăn nhậu thì có chim, gà, vây bống, tôm, cua, bể. Để có được bữa tiệc rượu sân hào hải vị này, ban tổ chức đã phải thuê một tốp đầu bếp giỏi ở Hà Nội ra phục vụ với giá công rất cao. Cứ độ 1 giờ, họ lại thay đổi món, xen kẽ hoa quả quý như lê, táo Trung Quốc và bánh ngọt Bodega. Thuốc lá thì toàn loại hảo hạng. Quan khách vừa ăn uống vừa nghe nhạc của tốp nhạc gánh xiếc Long Tiên ở khu 3 vừa lên. Ban tổ chức lại rất tâm lý, đã cho bê cà phê sữa lên lúc nửa đêm, do đó khách lại tỉnh như sáo và trò chuyện hát hò, ngâm thơ, nghe nhạc đến gần 2 giờ sáng mới giải tán. Sáng hôm sau, tôi được ban tổ chức nhờ tiêm penicillin, một loại thuốc kháng sinh cho vài người, có cả nữ giới. Trong khi chờ cơm sáng, tôi cứ thấy họ xì xào, mời người này, người khác sang nhà hàng xóm làm gì không biết. Tự nghĩ tại sao mình cũng là khách mà không được mời. Họ phân biệt đối xử bất lịch sự. Thế là để dò la, tôi giả vờ đi tiểu để nhìn qua khe cửa, thì thế ra bọn này kéo nhau luân phiên sang hút thuốc viện. Mấy người vừa được tôi tiêm hộ sau đó mới biết đó là mấy chàng và nàng trong băng buôn lậu gian díu với nhau mắc bệnh kín. Ra về, tôi cảm thấy nhức nhối vì thấy đây là một ổ sa đọa, trụy lạc, tham mô, hủ hóa móc ngoặc được ô dù cao cấp che chở. Do chứng tai kẻ mắt, mấy hôm sau tôi viết bài báo gửi báo cứu quốc để phê phán. Tôi viết dưới dạng châm biếm nhẹ nhàng, nhưng báo đã sửa chữa, thêm bớt. Tít bài báo cũng đổi thành ăn cắp hay buôn lậu. Chỉ có vậy, nhưng dư luận ở Việt Bắc ầm lên, bàn tán suy luận về các nhân vật trong đám cưới mà báo cứu quốc đã miêu tả. 2. Trước vành móng ngựa. 3 tháng sau bài báo trên, cơ quan chức năng qua quá trình điều tra cũng đã có đầy đủ chứng cứ trong tay. Ngày 5 tháng 9 năm 1950, tại thị xã Thái Nguyên, Tòa án binh tối cao chính thức mở phiên tòa đặc biệt xử Trần Dụ Châu và đồng bọn. Chưa đến giờ khai mạc nhưng trong ngoài đã chật ních. Tại cửa ra vào còn được căng khẩu hiệu: nêu cao ánh sáng công lý trong quân đội. Trong phòng xử án thì treo hai khẩu hiệu: quân pháp vô thần và trừng trị để giáo huấn. Đúng 8 giờ tòa khai mạc, đại diện chính phủ, quân đội và tòa án binh tối cao tới đi giữa hàng rào bộ đội bồng súng. Thiếu tướng Chu Văn Tấn ngồi ghế tranh án, hai bên là ông hội thẩm viên Phạm Ngọc Hải, giám đốc tư pháp Liên khu Việt Bắc và ông Trần Tấn, phó cục trưởng cục quân nhu. Tiếp đó là thiếu tướng Trần Tử Bình, đại diện chính phủ, ngồi ở ghế công cáo ủy viên. Tới dự phiên tòa còn có các ông Nguyễn Khang, nguyên chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc; Võ Dương, Liên khu hội trưởng Liên Việt Liên khu Việt Bắc; Đỗ Xuân Dung, giám đốc công chính Liên khu Việt Bắc; bác sĩ Vũ Văn Cẩn, đại biểu quân đội, đại diện các đoàn thể nhân dân và các nhà báo. Tòa điểm danh các bị cáo trong phòng họp. Bị cáo Lê Sĩ Cửu vắng mặt vì ốm nặng. Bị cáo Trần Dụ Châu thì bước ra trước vành móng ngựa, nói rất nhiều về những công lao và thành tích cách mạng của mình, cũng như cho rằng do nhân viên làm bậy là chính mà mình không kiểm soát được. Châu vừa dứt lời, thiếu tướng công cáo ủy viên, đại diện chính phủ liền đứng lên đọc bản cáo trạng. Thưa tòa, thưa các vị, trong tình thế ta gấp rút chuẩn bị tổng phản công, mọi người đang nai lưng buộc bụng tích cực phục vụ kháng chiến trước tiền tuyến. Quân đội ta đang hy sinh để đánh trận mở màn cho chiến dịch mới, thì tôi thiết tưởng mà cũng là lời yêu cầu tòa dùng những luật hình sẵn có để xử Trần Dụ Châu và theo chỉ thị căn bản của vị cha già dân tộc là cán bộ phải cần kiệm liêm chính. Việc phạm pháp của Trần Dụ Châu xảy ra trong không gian là Việt Bắc, nơi thai nghén nền độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã làm vận đục thủ đô kháng chiến. Để đền nợ cho quân đội, để làm gương cho cán bộ và nhân dân, để cảnh tỉnh những kẻ đang miệt mài nghĩ những phương kế xoay tiền của chính phủ, để xử tử vắng mặt những lũ bày ra mưu nọ kế kia, lừa trên bịp dưới, để trừ hết loài mọt quỹ tham ô dâm đãng, để làm bài học cho những ai đang trục lợi kháng chiến, đang cậy quyền cậy thế để lòe bịp nhân dân. Bản án mà tòa sắp tuyên bố đây phải là một bài học đạo đức cách mạng cho mọi người. Nó sẽ làm cho lòng công phẫn của nhân dân được thỏa mãn, làm cho nhân dân thêm tin tưởng, nỗ lực, hy sinh cho cuộc toàn thắng của nước nhà. Vì vậy, tôi yêu cầu tòa xử phạt: 1. Trần Dụ Châu tử hình; 2. Tịch thu 3/4 tài sản; 3. Tịch thu những tang vật hối lộ trái phép; 4. Phạt tiền gấp đôi những tang vật hối lộ và biển thủ. Lời cáo trạng vừa dứt, Trần Dụ Châu tái mặt, cất giọng yếu ớt xin tòa tha thứ. Thiếu tướng tranh án tuyên bố tòa nghỉ để họp kín. 15 phút sau, tòa trở ra tiếp tục họp. Thiếu tướng Trần Tử Bình đọc công lệnh của đại tướng. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp quyết định tước quân hàm đại tá của Trần Dụ Châu. Sau đó, thiếu tướng tranh án đứng lên chính thức tuyên án: Trần Dụ Châu can tội biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến, tuyên án tử hình,
tịch thu 3/4 tài sản. Lê Sĩ Cửu can tội biển thủ công quỹ, thông đồng với bọn buôn lậu, giả mạo giấy tờ, tuyên án tử hình vắng mặt. Ngay sau lời tuyên án, hai chiến sĩ công an tiến đến dẫn Châu rời nơi xử án, trở về nhà giam chờ ngày hành quyết. Theo luật, người bị án tử hình sẽ được quyền đệ đơn lên chủ tịch nước xin ân giảm. Khi tòa án binh tối cao tuyên án, thiếu tướng Chu Văn Tấn hỏi có xin ân giảm không thì Trần Dụ Châu liền nói có. Tuy nhiên, 6 giờ chiều hôm sau, Trần Dụ Châu đã được đưa ra trường bắn trước sự có mặt của đại diện Bộ Tư pháp, Nhà Công an, của Quân Nhu và một số cơ quan khác. Một cán bộ sau đó đọc tóe bức công điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh bác đơn xin giảm tội của Châu. 3. Diễn biến quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh bác đơn xin ân giảm của ông Châu. Sau khi đơn xin ân giảm của Trần Dụ Châu đến tay của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì trong một buổi làm việc với đồng chí Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp, người đã đem lá đơn xin ân xá của Châu ra bản. Tại buổi làm việc này, bác chỉ cho đồng chí Ninh thấy một cây xoan đang héo lá, úa ngọn và hỏi lý do tại sao cây xoan sắp chết. Đồng chí Ninh trả lời: "Dạ thưa bác, vì thân cây đã bị sơ đục một lỗ rất to, chảy hết nhựa." Bác hỏi tiếp: "Thế theo chú, muốn cứu cây ta phải làm gì?" "Dạ thưa bác, phải bắt, giết hết những con sâu đó đi." Bác gật đầu nói: "Chú nói đúng, với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế. Nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo." 4. Bối cảnh chiến sự năm 1950 và diễn biến sau khi Trần Dụ Châu bị xử bắn. Nếu anh em còn nhớ, vào giai đoạn năm 1950, chính quyền cách mạng đang gặp rất nhiều khó khăn. Quân đội ta đang phải căng mình chiến đấu với thực dân Pháp trong chiến dịch biên giới Thu Đông nhằm khai thông biên giới Việt Trung, mở đầu cầu tiếp nhận viện trợ từ Trung Quốc. Do đó, mỗi một cán bộ, mà nhất là cán bộ có học thức như Trần Dụ Châu, là nguồn nhân lực quý báu của cách mạng. Thế nhưng, bác vẫn vô cùng nghiêm khắc trong việc trừng trị Châu. Bác từng nói rằng, một cái ung nhọt dẫu có đau cũng phải cắt bỏ, không để nó lây lan nguy hiểm. 11 ngày sau khi Trần Dụ Châu bị hành hình, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ quân nhu đã kịp thời đưa ra mặt trận hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, quân trang, phục vụ tốt trận đánh tiêu diệt địch ở Đông Khê, mở đầu chiến dịch quy mô lớn và dài ngày giải phóng biên giới. Ngày 27 tháng 9 năm 1950, 22 ngày sau vụ án, Xã Luận báo Cứu Quốc đã đăng một bài viết nhân vụ án Trần Dụ Châu. Bài báo nói rằng: "Trần Dụ Châu, nguyên giám đốc nhà quân nhu, can tội ăn cắp công quỹ, làm nhiều điều bị ổi, đã bị đưa ra trước tòa án binh tối cao. Ngay ngày hôm sau, tên phản bội quyền lợi nhân dân ấy đã bị bắn để đền tội của y." Trong tình thế kháng chiến và trong giai đoạn quyết liệt hiện nay, vụ án Trần Dụ Châu có một ý nghĩa lớn lao. Nó làm toàn thể nhân dân bằng lòng tin và thêm tin tưởng ở chính quyền và đoàn thể nhân dân. Nhân dân đã thấy rõ, chính quyền và đoàn thể không bao giờ dung túng một cán bộ nào làm bậy, dù cán bộ cao cấp đến đâu đi nữa. Vụ án này còn làm vui lòng tất cả những cán bộ quân nhu ngay thẳng, chí công vô tư đã từng không để Trần Dụ Châu lôi cuốn. Nó cũng đã cho chính quyền và đoàn thể ta nhiều kinh nghiệm trong việc dùng cán bộ, giáo dục và kiểm soát cán bộ. Có người e ngại rằng chúng ta mở toang vụ án này, công khai vạch rõ những tội lỗi dơ bẩn của Trần Dụ Châu và bè lũ có thể làm một số dân chúng chê trách hay kẻ địch bám vào đấy để nói xấu chính quyền và đoàn thể ta. Không, chúng ta không sợ phê bình và tự phê bình những khuyết điểm của ta. Chúng ta khác bọn phản động và hơn hẳn chúng ở chỗ đó. Đây là một sự khuyến khích nhân dân thẳng thắn phê bình những sai lầm của cán bộ, của chính quyền, đoàn thể, vì họ đã hiểu chính quyền, đoàn thể ta là chính quyền, đoàn thể của họ, và họ nhất định không tha thứ những kẻ nào đi ngược quyền lợi của họ. Cái chết nhục nhã của Trần Dụ Châu còn là một lời cảnh cáo những kẻ lăn lút đang tính chuyện đục khoét công quỹ của chính phủ, trục lợi của nhân dân. Tất cả những bọn đấy hãy coi chừng dư luận sắc bén của quần chúng và luật pháp nghiêm khắc của nhà nước nhân dân. Chúng ta phải thẳng tay, vạch mặt và trừng trị những bọn ấy, những kẻ tham ô hoang phí, những kẻ mưu sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt người khác, để tiến tới xây dựng một nền tảng chính quyền nhân dân thật vững vàng. Đây không phải là việc riêng của chính phủ, của đoàn thể, mà đấy là bổn phận của tầng lớp đông đảo quần chúng nhân dân chúng ta. 5. Bài học từ vụ án Trần Dụ Châu. Trong bài nói chuyện của Bác Hồ với nhân dân vào ngày 17 tháng 10 năm 1963, người đã kêu gọi phải chấm dứt những tệ nạn xấu xa do xã hội cũ để lại như lười biếng, cờ bạc, buôn gian bán lậu, tiêu xài xa xỉ, gả bán, cưỡng ép, vân vân. Bên cạnh đó, Bác Hồ trong bài phát biểu kết luận đã căn dặn rằng lúc tìm người phải tìm cả tài, cả đức, chú trọng tư tưởng. Nếu cán bộ biết thương dân, tiếc của dân thì không xảy ra việc đáng tiếc, đồng thời phải giáo dục, cải tạo, kiểm tra cán bộ. Có thể nói, do là một trong những vụ án tham quan đầu tiên của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa,
nhưng lại là một vụ án vô cùng lớn. Vụ án xét xử Trần Dụ Châu vì vậy đã tạo nên bước ngoặt mới trong nhận thức của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Theo đó, phòng chống tham nhũng đã không còn là một quá trình ngắn hạn nữa, mà là một quá trình đấu tranh bền bỉ của tất cả mọi thành phần tầng lớp xã hội. Chừng nào phòng chống tham nhũng còn, thì chừng ấy lợi ích quốc gia còn được bảo vệ, dân tộc và đất nước vẫn còn phát triển. Hãy nhìn vào chế độ miền Nam năm nào là sẽ thấy rõ tầm quan trọng của việc này. Như chúng ta đều biết, một trong những lý do chế độ Việt Nam Cộng Hòa suy yếu đó là do tham nhũng tràn lan trong bộ máy cầm quyền. Đặc biệt thành phần tham nhũng còn có cả người trong quân đội. Hồi ký Nguyễn Cao Kỳ từng nêu trường hợp một viên tư lệnh đồng bằng sông Cửu Long đã lấy cắp 8.000 đài vô tuyến và 24.000 vũ khí cá nhân do Hoa Kỳ trang bị và sớm tiêu thụ hết sạch chính sách. Tài liệu mật từ Tòa đại sứ Mỹ cho biết phần lớn sau đó đã lọt vào tay quân giải phóng. Nhà báo người Mỹ William Lederer trong chuyến điều tra năm 1968 đã nhận xét rằng kẻ thù tồi tệ nhất của Mỹ chính là nạn tham nhũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ của Mỹ đã bị tham ô rồi bán ra chợ đen. Ông đã chứng kiến những kho hàng lậu đầy ắp vũ khí quân dụng, có tới cả 1.000 khẩu súng trường, bao gồm cả loại súng M16 hiện đại. Quy mô buôn lậu lên tới hàng tỷ đô la Mỹ với sự tham gia của đủ các thành phần: quan chức Việt Nam Cộng Hòa, thương nhân Mỹ và Đài Loan, binh lính Mỹ, Hàn Quốc, Philippines. Ngay cả mặt trận dân tộc giải phóng cũng tận dụng nạn tham nhũng của đối phương để mua vũ khí Mỹ đánh lại chính quyền Mỹ. Quan chức Mỹ biết rõ tình trạng đó nhưng chẳng làm gì, bởi họ cần tiếp tục viện trợ để duy trì sự tồn tại của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. William Lederer nhận xét: tôi đã thấy Hoa Kỳ sẽ bị đánh bại như thế nào, không phải chỉ bằng sức mạnh của đối phương mà còn bởi chính những sai lầm của mình, sự bất lực của chính mình. Thậm chí ngay cả đến người đứng đầu là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng dung túng cho vợ mình tham gia buôn lậu. Năm 1974, một vụ buôn lậu của bà Mai Anh, vợ Nguyễn Văn Thiệu bị phát hiện. Trị giá lô hàng gồm nhiều thứ xa xỉ phẩm hàng hiệu, trị giá khoảng 600 triệu đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ, tương đương 3 triệu đô la Mỹ thời giá năm 1974, hoặc 20 triệu đô la Mỹ thời giá năm 2017. Những người phát hiện vụ việc thay vì được khen thưởng đã bị tống giam, trong khi không có ai đứng đầu tổ chức buôn lậu này bị xét xử. Vụ án của Trần Dụ Châu và lớn hơn là sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa chính là bài học cho Việt Nam ta ngày nay. Khi tình hình quốc tế ngày một căng thẳng thì không thiếu những thành phần sâu mọt bên trong. Do vậy, phòng chống tham nhũng là một nhiệm vụ quan trọng, không phút giây nào được ngơi nghỉ.